Thiên đường biển giữa lòng miền Trung Việt Nam. Việt Nam được thiên nhiên ưu ái vì có đường bờ biển dài 3.260 km, nổi tiếng với rất nhiều thành phố biển xinh đẹp. Trong đó có một thành phố biển Quy Nhơn, nơi tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam 2023. Thiên đến với quảng trường của thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp, nơi có bức tượng của Bác Hồ khi còn trẻ và là phụ thân của người là Nguyễn Sinh Sắc, đứng cạnh nhau hướng ánh mắt nhìn về biển Đông, nhớ về với thủ phủ du lịch Bình Định không thể nào bỏ lỡ. Maryland, Quy Nhơn, eo gió, trụ ống núi hay nơi nghỉ mát dành riêng cho hoàng hậu Nam Phương được gọi là bãi tắm hoàng hậu. Lý thú hơn khi du ngoạn trên những phiến đá nhấp nhô nơi đây, chạy bộ trên bờ biển với làn gió mát rượi, hơi mặn chát từ biển, lặng lẽ một chút, kín đáo một chút làng phong Quy Nhơn, nơi tưởng niệm cố thi sĩ Hà Mặc Tử và cũng là nơi ông đã sinh sống ở những ngày cuối đời, gánh chịu với căn bệnh cùi quái ác. Nơi đây như là một góc khuất nhỏ của thành phố biển Quy Nhơn. Du lịch ở một thành phố biển còn điều gì tuyệt vời hơn khi nhâm nhi các món nướng giữa không gian của xay gió tràn biển, nom nom nem nướng, hút hút ốc, chấm chấm chả cá kèm rau răm giòn ngọt, và một món không thể nào bỏ lỡ chính là bánh hỏi cháo lòng, một món ăn mà hầu hết các khách du lịch đều muốn ăn nó đầu tiên khi đến đây. Đi qua khung cảnh thơ mộng, thưởng thức các món ăn ngon, nhưng điều để lại trong lưng sâu đậm nhất đó chính là người dân nơi đây. Cuộc sống đôi khi có những điều không như ý, nhưng người dân nơi đây không vì thế mà mất đi lòng yêu đời. Bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên, hiền hòa, giản dị giữa lòng hiếu khách khi đến Quy Nhơn. Thành phố Quy Nhơn có đáng để thưởng ngoạn khi bạn xem qua clip vừa rồi không? Làm sao chúng ta có thể bỏ lỡ đi những món quà mà thiên nhiên ban tặng, những món ăn được nấu bằng cả tấm chân tình, những sự hiếu khách đến từ cái tâm. Vậy nên hãy cùng Linh đánh thức thiên đường biển Quy Nhơn này và thúc đẩy Quy Nhơn ngày càng tuyệt vời.